Alo. Cho hỏi đây có phải số máy của bạn Thảo không nhỉ? Phải chị. Chào em, chị gọi điện từ bên Vương Lão Khang. Dạ. Chị thấy rằng là em có để lại thông tin rằng là con sử dụng Vương Lão Khang có hiệu quả và đang cần được tư vấn đúng không? Dạ. Em có thể chia sẻ tình trạng của con lại để chị nhìn nhận rõ các cái nội dung của con hơn nhé. Dạ. Con em tên gì? Con em tên Trung Nguyên vậy ạ. À, con mấy tuổi rồi, đang chuẩn bị vào lớp 1 đúng không? Theo như thông tin Dạ. em để lại. Dạ con à, cái lúc 3 tuổi là con em nó hiếu động đến bất thường luôn chị. Tại vì em cũng nhận biết, tại vì do là một cái thời gian mà cháu biết từ cháu 1 tuổi đến 3 tuổi là em mắc buôn bán đó chị nè. Cái em bỏ con đứng trong củi là em cho tiếp xúc quá nhiều với tivi á chị. Cái tới chừng mà cháu biết đi ra là mà gần 3 tuổi cháu mới biết nói, mà cháu chỉ nói được lúc 3 tuổi là chỉ nói được một tiếng một mới. À, nghĩa là 3 Dạ. tuổi mới 1 tiếng 1 như vậy là quá chậm. Tại vì thường Dạ. là mốc 3 tuổi là con đã phải nói được những câu ghép và đã nói được những cái nguyện vọng của mình một cách đơn giản rồi. Dạ. Thế xong em điều trị cho con như thế nào? À, xong rồi bắt đầu từ lúc đó em nhận thấy vậy, xong cái em cắt tivi, cắt điện thoại hoàn toàn. Xong bắt đầu em mới tập cho cháu nói, thì em mới tham khảo trên mạng thì em thấy cái sản phẩm Vương Lão Khang. Xong bắt đầu em mới cho cháu uống. Bắt đầu em mới tìm hiểu cái em cho chú uống Vương Lão Khang, xong uống từ hộp thứ ba trở lên là em thấy cháu cải thiện, cháu bắt À đầu thế á? nhận biết, nhận nghe và bắt đầu phân biệt nói được tất cả. Bắt Tốt đầu quá. dạ hết của cái năm lớp của lớp mẫu giáo lớn, tức là chuẩn bị hết mẫu giáo nhỏ, tại vì đi 2 năm mẫu giáo bắt đầu bước sang lớp 1, thì lúc năm mẫu giáo nhỏ là hết đó, là cháu mới nhận biết, cháu mới nói được rõ ràng hơn những từ câu hơn, nói chung là có nghĩa hơn. Thế là xong, và đến khoảng độ là tầm 4 5 tuổi là con nói tốt rồi đúng không? Dạ, 4 5 tuổi là con nói tốt, bây giờ là con học con những từ mà những cái câu cái chữ mà những cái từ ngữ tên của những người mà học qua một lần là con nhớ rất là giỏi. Thế Bây là giờ dạ em cứ nói đi. dạ bây giờ ấy là ở trên lớp thì chỉ học học được 29 chữ cái thôi, nhưng mà tên của ví dụ như tên ông bà nội bà ngoại, tên của tất cả mọi người, hay là những cái tên thân thuộc, là những ví dụ như là Quảng Ngãi quê tôi, hay là tất cả các thứ như đi đường là cháu có thể đọc được, các món ăn là cơm gà hay bún bò là cháu đọc rõ ràng hết.